con đường dẫn vào rạch Suối Nhum, quận Thủ Đức vẫn còn nhớp nháp dấu bùn và rác rưởi sau cơn mưa lớn. Vẫn là khung cảnh sơ xác sau khi tai nạn đã xảy ra một ngày. Có khác chăng là tấm biển báo nguy hiểm mới được dựng lên ở hai đầu cầu. Theo người dân quanh khu vực, mỗi khi mưa to, lượng nước đổ về con rạch này rất lớn, nhưng cống thoát nước lại quá nhỏ, khiến cho nước không thoát kịp và tràn lên đường. Nước có khi dâng cao gần nửa mét so với mặt đường, vì thế việc lưu thông qua đây khi trời mưa là gần như không thể. Những người dân biết về khu vực này đều khẳng định họ không dám đi qua đây mỗi khi trời mưa to vì rất nguy hiểm. Mưa vừa tạnh là nước nó từ ở trên đó đó, trên cao nó đâu không biết, nó đổ xuống. Nó đổ xuống nước nó ập dài rồi nó chảy qua cái đường cống này, nó rất là nhỏ nên nó qua bị nghẹt, nó qua không được, nó tràn đường lộ. Nó tràn đường lộ mà nó cuốn dữ dội lắm, nó cuốn ghê lắm. Một ngày sau tai nạn, nước đã rút về trạng thái bình thường. Hiện trường cho thấy từ mặt nước lên đến điểm xảy ra tai nạn cao gần 2 mét. Đường trơn, nước sâu, nhưng hai bên cầu lại không hề có thành chắn hay lan can bảo vệ. Kè đá qua rạch được xây thoải nên rất trơn trượt. Dẫm chân vào kè đá này khi ngập nước, trượt ngã là điều chắc chắn xảy ra. Buổi tối, con đường nhỏ này cũng không có đèn và vụ tai nạn xảy ra vào lúc chiều tối. Có thể nói, những nguy hiểm tiềm ẩn trên con đường này đã có từ lâu, nhưng lại rất ít người quan tâm đến. Nữ sinh không may mắn là người đã chủ quan vượt qua dòng nước lớn. Còn chính quyền địa phương, ngành giao thông thành phố là những người đã chủ quan trước nguy hiểm đã rình rập người dân từ suốt bao năm nay. Theo tôi được biết là khi mà mưa to gió lớn thì đường này nó ngập nước, mà nó ngập là khoảng nước ngập lên đường là khoảng nửa mét, cho nên là sinh viên đi qua khúc này là rất là khó khăn, cho nên là cứ đón mò chạy đại. Chưa đầy 24 tiếng sau tai nạn chết người, một tấm biển báo nguy hiểm mới được dựng lên. Gần tối, những công nhân vẫn hối hả làm việc. Họ đang đắp tạm cho con đường có gờ cao lên để tránh nguy hiểm, thêm những cọc bê tông cao và cột điện chiếu sáng. Tuy nhiên, đó chỉ là những hành động khắc phục gấp gáp trong sự muộn màng.